Việc đi ngủ muộn tác động đến cơ thể như thế nào? Thứ nhất, khiến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Có thể bạn chưa biết, thời điểm đi ngủ có thể tác động đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là đi ngủ muộn. Thiếu ngủ mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề về tim bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, đau tim, béo phì, tiểu đường và đột quỵ. Thức khuya gây đau đầu và suy giảm trí nhớ. Theo thống kê, tỷ lệ người có thói quen thức khuya bị suy giảm trí nhớ cao gấp 5 lần so với người bình thường không có thói quen thức khuya, bởi vì thời gian buổi tối là lúc để bộ não nghỉ ngơi và ghi nhớ lại những hoạt động đã diễn ra trong ngày. Nhưng khi chúng ta thức khuya đã làm tăng lượng thông tin cần ghi nhớ trong khi giảm thời gian nghỉ ngơi của bộ não. Mặt khác, khi thức khuya hoặc ngủ quá ít thì dễ bị đau đầu vào ngày hôm sau. Ngoài ra, nếu thường xuyên thức khuya sẽ gây ra những dấu hiệu về rối loạn tâm thần như mất ngủ, người hay quên, lo âu, dễ có gắt, căng thẳng, đau đầu. Cùng với đó, thức khuya gây rối loạn nội tiết, trong thời gian ngủ, cơ thể bài tiết ra hormone cân bằng giúp cơ thể tránh rơi vào tình trạng rối loạn nội tiết. Ở những người thường xuyên thức khuya hay ngủ không đủ giấc làm cho hormone bị thiếu hụt hay mất cân bằng. Ở phụ nữ, những người thường xuyên thức khuya gây rối loạn kinh nguyệt, tăng nguy cơ u sơ tử cung. Ngoài ra còn gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Các tế bào niêm mạc dạ dày có thể tự tái tạo và hồi phục vào ban đêm trong khi ngủ. Việc thức khuya khiến cho các tế bào này không được nghỉ ngơi dẫn đến suy yếu. Hơn thế nữa, thức khuya khiến cho dịch dạ, dạ dày tiết ra nhiều dẫn đến viêm lết dạ dày nếu tình trạng này kéo dài.